Không có gì quá ngạc nhiên đâu anh em, chỉ là Jadon Sancho vừa rời Man United đã kiến tạo cho Chelsea trong trận đầu tiên thôi mà. Đúng rồi, các bạn không nghe nhầm đâu. Jadon Sancho, cầu thủ mới gia nhập Chelsea từ Manchester United đã ngay lập tức ghi dấu ấn với màn trình diễn xuất sắc và một pha kiến tạo quyết định giúp Chelsea giành chiến thắng trong trận gặp Bournemouth. Sancho chính thức gia nhập Chelsea vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau một thời gian dài căng thẳng với huấn luyện viên Erik ten Hag tại Man United. Sau khi giải quyết xong mâu thuẫn với ten Hag, Sancho quyết định chuyển sang Chelsea dưới dạng cho mượn. Và chỉ ngay trong lần ra mắt đầu tiên cho đội bóng mới, anh đã nhanh chóng khẳng định giá trị của mình. Vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2, Sancho không mất nhiều thời gian để tạo nên sự khác biệt. Anh đã tung ra một đường truyền tuyệt vời cho Christopher Nkunku, giúp Chelsea ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và giành chiến thắng 1-0 quan trọng. Ngay sau trận đấu, huấn luyện viên Enzo Maresca không giấu nổi sự vui mừng về màn trình diễn của Sancho. Ông chia sẻ, rất hạnh phúc cho cậu ấy. Cậu ấy đã chơi rất tốt, tôi có cảm giác rằng Jadon là một chàng trai cần tình yêu thương. Đây là điều tôi nghĩ khi nói chuyện với cậu ấy trước khi cậu ấy gia nhập chúng tôi. Tôi biết cậu ấy có khát khao thể hiện mình là ai, nhưng với tôi điều quan trọng nhất là cậu ấy phải tận hưởng bóng đá. Đó là lý do tại sao họ chơi bóng. Sancho cũng đã chia sẻ cảm xúc của mình sau trận đấu đầu tiên tại Stamford Bridge. Anh nói, tôi đã làm việc chăm chỉ cho khoảnh khắc này và tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng có được cơ hội. Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây. Tôi cảm ơn tất cả nhân viên và đồng đội của mình. Ngay từ ngày đầu tiên tôi đến, họ đã khiến tôi cảm thấy được chào đón và tôi rất vui vì cảm thấy thoải mái đến thế. Anh em thấy đó, hiệu ứng rời Man United đúng là có thật. Rời khỏi Manchester United, Sancho lập tức bật chế độ chơi khét, khiến tất cả mọi người phải trầm trồ. Trận đấu trước Bournemouth là minh chứng rõ ràng nhất. Khi một kết thúc với tỷ số hòa không đều, Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kiên cố của đội chủ nhà. Thậm chí Bournemouth suýt chút nữa đã có bàn thắng sớm khi Marcus Tavernier tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng lại đập trúng xà ngang khung thành của Chelsea. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi huấn luyện viên Enzo Maresca quyết định đưa Sancho vào sân ở hiệp 2. Sự xuất hiện của anh đã mang lại một luồng sinh khí mới cho hàng công của Chelsea. Sancho liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm và cuối cùng đã thực hiện một đường kiến tạo hoàn hảo cho Nkunku ghi bàn. Pha bóng đó không chỉ đem về chiến thắng quý giá cho Chelsea mà còn giúp Sancho giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Fabrizio Romano cũng nhanh chóng cập nhật trên Twitter. Các cổ động viên Chelsea trên khán đài đã bắt đầu hát vang tên Jadon Sancho. Điều này xảy ra ngay sau pha kiến tạo của anh ấy cho bàn thắng của Nkunku. Rõ ràng Sancho đã chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ Chelsea chỉ sau một trận đấu. Một sự khởi đầu không thể ngọt ngào hơn cho anh chàng này tại Stamford Bridge. Như huấn luyện viên Maresca đã nói thêm về Sancho, Jadon đã giúp chúng tôi rất nhiều, nhưng những gì cậu ấy đã làm tối nay chính xác là điều chúng tôi mong đợi từ cậu ấy. Như tôi đã nói, tôi biết Jadon rất rõ vì tôi đã theo dõi cậu ấy nhiều lần trong quá khứ. Và tôi biết cậu ấy có thể mang lại điều gì cho chúng tôi. Vậy thì còn lý do gì để nghi ngờ nữa, anh em nhỉ? Hiệu ứng rời Man United là có thật và Sancho đã chứng minh điều đó một cách không thể rõ ràng hơn. Chelsea hiện đang tạm leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League với 7 điểm và sự có mặt của Sancho chắc chắn sẽ là nhân tố quan trọng trong cuộc đua này. Điều đáng nói hơn nữa là Sancho không chỉ tỏa sáng trong những pha bóng tấn công mà còn cho thấy khát khao và nhiệt huyết chiến đấu của mình. Huấn luyện viên Maresca nhấn mạnh màn trình diễn hiệp 2 thay đổi hoàn toàn, nhưng chúng tôi cần học hỏi những điều này nếu chúng tôi muốn xây dựng điều gì đó quan trọng và muốn thắng các trận đấu. Trước tiên, chúng tôi cần có khát khao giành chiến thắng, giành lấy các pha tranh chấp và chiến đấu cùng nhau. Với những gì đã thể hiện, rõ ràng Sancho đang dần tìm lại chính mình, tìm lại niềm vui trong bóng đá mà có lẽ anh đã mất đi trong thời gian ở Manchester United. Một điều chắc chắn, với sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả cùng với môi trường mới đầy tích cực tại Chelsea, Jadon Sancho có đầy đủ lý do để tiếp tục tỏa sáng và trở thành một trong nhân tố quan trọng trong đội hình của Enzo Maresca. Vậy anh em nghĩ sao? Liệu Sancho sẽ tiếp tục mang lại phép bầu cho Chelsea hay đây chỉ là một khoảnh khắc chói sáng nhất thời? Dù thế nào, hãy cùng chờ đợi xem anh ấy sẽ mang đến điều gì tiếp theo. Một điều chắc chắn, Jadon Sancho đã chứng minh rằng rời Man United không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới đầy hứa hẹn.